never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? Chào mọi người, đây là Lisi Bomoto. Và hôm nay clip này sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc xe hai thì đã từng nổi đình nổi đám trên giới xe buýt nha quý anh chị ha. Thì đây là con Sport Suzuki Sport 1.2 nha quý anh chị. Suzuki Sport 1.2 đời 98, dàn áo 1.2. Có những con xe như thế này nó sẽ lên dàn áo 1.2 nhưng mà thiệt ra nó 1.10. Thì lát nữa em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị nào chưa biết á, cái cách mà phân biệt giữa Sibo 110 và Sibo 1.2 ha. Rồi. Rồi thưa quý anh chị, là Sibo bây giờ thì toàn là Sibo dọn thôi chứ không phải là Sibo zin ha. Thì xe này cũng là Sibo em dọn. Dàn áo thì nước sơn, những chiếc xe từ đời 98 như thế này thì nó cũng đã hai mấy năm rồi. Thì những cái dàn áo này nếu mà nó còn ngon á thì em sẽ dặm tút lại cho nó đẹp. Hoặc là những cái dàn áo mà nó đã hư hỏng quá rồi thì bắt buộc mình phải mua mới, mình thay thế nha. Được rồi. Trên hình của anh chị là một chiếc Sibon 1.2, xe đẹp hoàn hảo nha quý anh chị. Ở em thì khi bán chiếc xe ra thì quý anh chị về chỉ đổ xăng và đi thôi, không phải thay thế bất cứ chi tiết nào. Thì Sibo thì em cũng nói luôn, thì xe em là xe hải quan chính ngạch, sườn lốc zin nha quý anh chị, chứ không phải là xe tháp khung hay là xe không hợp lệ trên thị trường. Thì giờ xe đó cũng nhiều lắm, em thì không chơi lại xe đó, chỉ có xe hải quan chính ngạch, xe sang tên được cho quý anh chị ha. Rồi, quý anh chị thấy dọn từng cái dàn chân rất đẹp. Thì tới giờ hai thì Sibo nó vẫn còn cái đẳng cấp riêng của nó. Ngoài những cái đối thủ bây giờ mới sản xuất từ bây giờ, sản xuất mới đây như YZ, hải quan chính ngạch 2016, và những chiếc xe hai thì đời mới như vậy thì nó giá thành nó cũng cao, nó 300 mấy chục triệu. Có thể nhiều người nói là Sibo nó thua YZ, nhưng mà đối với dân chơi hai thì hoặc là những người biết tới hai thì đều nhớ tới một cái tên là Sibo Suzuki Sport. Rồi, ra ngoài thì quay cho quý anh chị coi thử vậy thôi. Máy móc thì lòng zin nha quý anh chị. Rồi đây sẽ em sẽ để máy quý anh chị nghe thử. Xe đạp phát một thôi anh chị. Dạ rồi, thì đó là cái tiếng máy xe hai thì. Rồi cái làn khói thơm kích thích. Thực sự ra là em cũng rất là thích cái
cái khói của hai thì này, mặc dù ngửi nhiều thì nó có hại sức khỏe nhưng mà nó vẫn là cái gì đó gây kích thích cho các anh em trẻ và cả những anh em lớn tuổi nữa, những cô chú lớn tuổi nữa. Được rồi, thì lúc nãy cũng đã nói thì để em phân biệt cái xì bo 110 và xì bo 120 cho quý anh chị coi ha. Rồi ở đây mọi người có thể thấy là, không biết mọi người có thấy rõ hay không, số máy F124 á là cái số máy của xì bo 120 nha quý anh chị. Còn nếu như mà những xe như thế này nó là dàn áo y chang luôn, mình không có biết được. Mình coi cái số máy nó là E114 thì đó là xì bo 110 nha. Còn xì bo 110 một xì bo 1 càng và xì bo 2 càng nữa thì cái đó thì em sẽ dành cái clip sau để quay cho quý anh chị coi. Rồi em báo giá xe này luôn, thì xe đang tình trạng rất là hoàn hảo, về chỉ đổ xăng chạy thôi quý anh chị ha, xe dọn hết rồi. Xe này em sẽ bán với giá là 180 triệu, xì 320 giá 180 triệu nha quý anh chị. Quý chị nếu thích thì hãy liên hệ em theo địa chỉ 829 Luyện Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, hoặc liên hệ em theo số điện thoại Zalo 0979 570 189. Có gì quý anh chị alo em ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình xem hết clip này. Hẹn gặp lại quý anh chị trong clip tiếp theo của Lee Sibon Moto. Chào mọi người.